Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Lấy thêm ngay cái bình nước đó từ đây. Lấy thêm. Có. Hello chào các bác nhá. Đây là chiếc xe này là phục vụ công tác đi đánh chân lít, có vợt luôn bên cạnh. Đây vợt đây. Các bác nhìn có nhận ra là đây là trước này mô đen của nó là gì không? Nếu mà trên khung này mà nó không có cái chữ này thì chắc chắn là các bác sẽ không bao giờ nhận ra được. Đây là con Check X Caliber 8. Đó, phiên bản gọi là cá nhân hóa người dùng. Một con xe MTB mà có bao ga đằng trước. Tiếp bên đó là lại có thêm một cái ghi đông của Gravel. Đó. Rất là hay ho. Thêm ba ga chắn bùn. Đấy, full thành xe gọi là thích Gravel nhưng mà lại đam mê đi MTB. Đây đang dần dần biến nó thành một con Gravel đây các bác. Đây ba ga. Ba ga đây là một giải pháp nào cho anh em nào mà nhìn nó hơi ấy thôi nhưng mà gọi là mình thích thì mình cứ làm các bác. Mặc dù là cái làm cái này nó cũng không chuẩn cho lắm. Cái này là ba ga đằng trước nhá. Ba ga đằng trước bắt trực tiếp hai cái bát, bắt trực tiếp vào sườn này. Nên các bác sẽ phải nót như thế này các bác này. Tuy rằng nó không thẩm mỹ nhưng mà bắt buộc các bác phải nót, không thì nó sẽ xước phuộc và hỏng phuộc. Đó. Ba ga đằng trước. Và tiếp theo là một cái ghi đông. Ghi đông này là của Gravel đây các bác này. Đó. Đấy. Chung là thành cá nhân hóa hết rồi. Một chiếc xe này là chuẩn là điện đi thồ. Bắp ba ga này là ba ga chuyên lắp vào check này. Đó. Anh ấy lấy thêm một cái để chắn cù đề, lắp thành hai bên sườn này để thành cái để chân. Ở đằng sau treo bình nước này. Sau treo bình nước này, một cái túi đánh ta lít này, khăn này, khóa này. Đấy, túi này. Đằng trước sau là có cái chắn bùn của MTB này. Đó. Một con xe khá là hay. Khá hay cho anh em nào mà đang thích những kiểu như này thì có thể học hỏi các bác nhá. Nhưng mà theo em theo chuẩn như bên em đấy thì là cũng không nên làm như này các bác ạ. Thứ nhất là nó không chuẩn cho lắm. Đấy nhưng mà tùy các bác. Đây anh ấy còn dán cả cái vân kiểu dạng carbon này. Cái này là cái dạng như là đề can trong nhưng mà nó có carbon kiểu sớ kiểu các dạng carbon ấy. Anh dán phủ hết kín xe chống xước. Khá là hay.